Stegosaurus là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn vậy các bạn, nhìn đã chơi kìa các bạn. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus các bạn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Con Dimetrodon thời sử các bạn, đây là con khủng long Dimetrodon với cái lưng như cái cánh bướm. Con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn, nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm thị là cái gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây, trai ngầu vậy kìa, gầm cả khu con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, mình còn Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu như kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, nó xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào. Wow, ở đây có con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, sợ. Giờ mình sẽ lửa nó nha. Để thử nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn. Một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn. Tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa. Không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khủng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái phần răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời lịch sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon với các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có khủng long chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá rồi, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tiếp thị là cái gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh nhau với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta bây giờ đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Wow, Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú bà Chi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, nó xịn. Wow, ở đây chúng ta có Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, trời. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, tội nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loại khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này rồi các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus các bạn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn, cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là một khủng long Dimetrodon các bạn, nhìn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó sống nó kỹ que ta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây, trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn không. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. chưa kìa. Tiếp theo chúng ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây là khủng long cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nhưng các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ lửa nó nha, lửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hay sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà cái săn bắt nó thổi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và đã dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa? Con này rất là to chứ các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây con là Spino của mình nha. Nhìn được chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn, cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Và đây mình có đặt con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là một khủng long Dimetrodon các bạn, đang nhìn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp 7 của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm thị là cái gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, mình còn Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn không. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào. Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus này. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó thôi, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, Đấy, đã chưa kìa. Không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta tối nay chúng ta đánh nhau với cả một con voi khổng lồ như này. Được rất là nhiều cái loài khủng long và cả một cái khủng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con trời trời gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, hey. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylo Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đang nhìn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không? Wow, còn Titanoboa của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có Titanoboa khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta phải gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Wow, Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, nó xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chà, tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây có con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta có Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, trời. Giờ mình sẽ lửa nó nha, lửa thẳng nó luôn nào. Oh, wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, tội nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loại khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái phần răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. và để chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn đó. Oh. Wow, theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là một khủng long Dimetrodon các bạn, nhìn như cái cánh buồm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó sống nó kỹ reta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, của chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long mà nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó của mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Wow, Parasaurolophus các bạn, lục chi khủng long màu rừng. Con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó đã cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà đừng có săn bắt nó, tội nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và đã dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa. Con này rất là to chứ các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục có con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có đặt con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon nó bay lên như cái cánh bướm này, là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Tyrannosaurus. Wow, đây chính là cái vụ một hồi chứa T-rex. Các bạn coi này, nó màu lục bảo rất là đẹp này các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Yeah. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả khu con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, mình lên con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi thì các bạn đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu như kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Chưa, tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus này. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, thôi nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rết khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy, ok nha, đây là video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend chồng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và nó dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Yeah. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, hey. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đang nhìn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo là cái gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, không xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa, tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta có Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn, giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu vậy các bạn, đó đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, trời. Giờ mình sẽ lửa nó nha, lửa thẳng nó lên nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, thôi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một cái con gì đó rất là to lớn và nó dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. khỏi. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino các bạn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Dimetrodon thời điện sử các bạn, đây là một khủng long Dimetrodon đó các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn, nó sống nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, của chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây, trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn, giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn. Một con tia giác xám hay sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đây là loại tia giác đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. À, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà đừng có săn bắt nó, thầu nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta tối hôm nay chúng ta phải đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và đã dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylo Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn. Đó. Wow. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có đặt con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đang như cái cánh buồm này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có phụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long mà nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa, các bạn có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tìm sẽ là cái gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả không có tiếng. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rết khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy, ok nha, đây là video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend chồng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu. Wow, Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus luôn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon với các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo là cái gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta bây giờ đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, không xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn. Cái bụng của nó có mình trồng trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây là khủng long cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng. Con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu vậy các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video này. Wow, trời. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình cứ săn bắt nó thôi, nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và tạo phù rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Đây khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn, cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. ho, wow. Wow, và đây đó là con Dimetrodon thời lịch sử các bạn. Đây là một khủng long Dimetrodon các bạn, đơn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó sống nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm thị là có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Đấy, sai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha. Các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa. Bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Yeah. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Chưa, tiếp theo ta cái gì nào. Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần. Con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Oh, wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. À, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà đừng có săn bắt nó, tội nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rết khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và nó dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng những cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon nó bay lên như cái cánh buồm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có phụ hồi chứa T-rex các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này. Còn wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Phải sai đánh ngầu vậy kìa, gầm cả không có tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, mình đến con Hippopotamus các bạn, một con hàm ảo khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi thì các bạn đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu như kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi rất là đã luôn không? Yeah. Wow, đây gì đây? Bởi chi Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long bởi chi Cephalosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ bà chi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có bà chi Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long bà chi Cephalosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Chưa, tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus này. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà cái săn bắt nó thôi, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylosaurus nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy, ok nha, đây là video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy, wow, đã chưa? Con này rất là to chứ các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái phần răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu. Wow, Stegosaurus là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ, nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus luôn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đang nhìn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, không xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao lên 3 mét Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu vậy các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, sợ. Hay giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, thôi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với trả một con mồi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và tạo phù rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Đây khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bơ và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy quần dài của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, nhìn như cái cánh bướm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó sống nó kỹ que ta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex à. Wow, đây chính là cái vụ một hồi chứa T-rex. Các bạn con này nó một bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi một khủng long mà nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tìm thị là có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Wow, Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú bà Chi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có bà Chi Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây, con khủng long bà Chi Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Ôi trời, tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó của mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hay sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. À, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà cái săn bắt nó thổi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rết khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và đã dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok, Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con cuối cùng đây. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Quậy, mình sẽ đuổi cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ rồi rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và để chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn. Đó. Oh, wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có đặt con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đây như cái cánh bướm này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có phụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo là cái gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả khu con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn. Đây là Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu như kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn không? Wow, đây gì đây? Chị Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng đó các bạn. Đây là con khủng long bà chị Cephalosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ bà chị khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có bà chị Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long bà chị Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây đúng không? Con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Uầy, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Uầy, sợ. Uầy, giờ mình sẽ rửa nó nha. Rửa thẳng nó luôn nào. Oh, wow, wow, wow. Ở đây chúng ta có một con rhino các bạn. Một con T-rex xám 2 sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy, ok nha, đây là video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy, wow, đã chưa? Con này rất là to chứ các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Hôm qua chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus các bạn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Dimetrodon thời điện sử các bạn, đây là một khủng long Dimetrodon với các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn, nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái phụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá rồi, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, nó xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn, giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, trời. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. thám hay sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đây là loại tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, tội nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta tối nay chúng ta phải đánh nhau với trả một con mồi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và tạo phù rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại channel của mình. Quái, wow, đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một cái con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Đây khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylospiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino các bạn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn, cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời lịch sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, nhìn như cái cánh bướm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó sống nó kỹ que ta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long mà nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Hey, tìm thị là có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh nhau với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Wow, Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không xịn. Wow, ở đây chúng ta có Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo chúng ta có gì nào? Wow, ở đây con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn, giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ lửa nó nha, lửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà cái săn bắt nó thổi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và đã dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và để chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bơ và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục có con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng những cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon với cái bay lên như cái cánh đường này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có phụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này. Còn wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả khu con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, mình có Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là Hippopotamus của mình nha. Các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, nó đi bộ dưới nước ấy. Nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa. Bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, nó xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây là khủng long cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo cho cái gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn, giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn nhìn ngầu chứ các bạn, đó đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám 2 sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó thôi, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy, ok nha, đây là video video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to chứ các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus luôn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn, cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, ở đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon đó các bạn. Đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái phụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus còn khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải bữa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo là cái gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta bây giờ đâu. Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, không xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chờ, tiếp theo ta cái gì nào. Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu vậy các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, trời. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, tội nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend, chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một cái con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow, hey. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, nhìn như cái cánh buồm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ que ta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp bẫy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, của chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả không có tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và lên con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn không? Hey. Wow, đây gì đây? Brachiosaurus Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con lồng Brachiosaurus Cephalosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Trời ơi, tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. À, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà cái săn bắt nó thổi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và tạo con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, hết trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và nó dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái phần răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bơ và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn đó. Wow, theo chúng ta có con gì đâu. Wow, Stegosaurus là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn vậy các bạn, nhìn đã chưa các bạn. Đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục có con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng những cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon nó bay lên như cái cánh buồm này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có phụ một hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Đấy, sai ngầu vậy kìa, gầm cả con con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, mình lên con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu như kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha, chưa kìa. Tiếp theo ta có gì nào. Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn và nó cao đến 3 mét Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus này. Sợ. Uầy, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Uầy, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó thôi, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus luôn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đang nhìn như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ một hồi chứa T-rex. Cái này con này nó là lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh nhau với gì đây, trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta bây giờ đâu. Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu đi kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Wow, Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú bà Chi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, không xịn. Wow, ở đây chúng ta có bà Chi Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long bà Chi Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta có gì nào. Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trồng trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu vậy các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video này. Wow, trận. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, thôi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loại khủng long và cả một con rết khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn. Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, các bạn rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này rồi các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có đặt con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là một khủng long Dimetrodon các bạn, nhìn như cái cánh bướm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó sống nó kỹ que ta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, của chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn không? Wow, đây gì đây? bọ chia Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con bọ chia Cephalosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ bọ chia khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Tiếp theo chúng ta có gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Wow, Parasaurolophus các bạn, lục chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn và nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, sạch. Giờ mình sẽ lửa nó nha, sửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà cái săn bắt nó thổi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và nó dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa. Con này rất là to chứ các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng đây. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái phần răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Đấy, và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn, đây cũng là Spino luôn các bạn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Con Dimetrodon thời sử các bạn, đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đang nhìn như cái cánh bướm con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn, nó sống nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái phụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo là cái gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, mình còn Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn không. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta có gì nào. Wow, ở đây có con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó, đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn. Một con tê giác xám hay sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn. Tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho wow, đã chưa. Con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào cùng khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, hey. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylo Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus luôn nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời lịch sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon với các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái khủng long chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không? Wow, còn Titanoboa của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có Titanoboa khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không? Ô, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tiếp thị là cái gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh nhau với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta bây giờ đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi, rất là đã luôn ha. Đây gì đây? Wow, Brachiosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú bà Chi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, nó xịn. Wow, ở đây chúng ta có Cephalosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Cephalosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Trời ơi, tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông chắc chắn này, nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu rừng, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn nhìn ngầu vậy các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video này. Wow, trời. Giờ mình sẽ lửa nó nha, lửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, thôi nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loại khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chơi kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có đặt con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon của các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ que ta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, của chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Trai ngầu vậy kìa, gầm cả con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu? Wow, và đây là con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây là con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu vậy kìa, hai con đánh nhau rồi rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trông trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, lục chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trên những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn, giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, và nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu với các bạn, đó đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, sợ. Giờ mình sẽ lửa nó nha, để thẳng nó lâu nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhọn luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà đừng có săn bắt nó, tội nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hi friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời các mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và nó dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho, wow, đã chưa? Con này rất là to chứ các bạn, wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Và đây là con cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái phần trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa chị các bạn. Đó. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus và những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng những cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Đấy, và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. cool. Wow. Wow. Và đây mình có là con Dimetrodon thời sự các bạn. Đây là một khủng long Dimetrodon nó bay lên như cái cánh buồm này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp 7 của nó không? Khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chính là cái vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha. Rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Ankylo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa. Quá ghê luôn. Đấy, tìm sẽ là cái gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Yeah. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây. Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả con con tim. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đâu. Wow, mình lên con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu như kìa, bây giờ hai con đánh nhau rồi rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây. Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con khủng long Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chữ Brachi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, thấy không, xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa. Đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta có gì nào. Wow, ở đây một con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trong trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus của mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đó chứ. Wow, và chúng ta con Brachiosaurus các bạn nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây. Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, có thể cao đến 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Không, như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn nhìn ngầu chứ các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus này. Wow, và đây là con cuối cùng trong video đâu cái này. Wow, sợ. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thử nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Đó, nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình săn bắt nó thôi, nó thật sự luôn nha. Đấy, sở hữu cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rết khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video kết thúc video ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Bye bye. Hãy friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi chơi gì đó giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy cho wow, đã chưa, con này rất là to nha các bạn. Wow, nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng này. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và các bạn nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Oh, wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Yeah. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Nào, khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất là đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu? Wow, Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Vậy và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh buồm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spinosaurus mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn. Cực kỳ luôn. Vậy và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời điện sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon các bạn, đơn giản như cái cánh đường con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn. Nó xong nó kỹ reta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex, Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có khủng long chứa T-rex các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đấy các bạn thấy không? Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa? Wow, chúng ta có T-rex, Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Húi. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không? Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không? Oh, nó bò này, ghê chưa? Quá ghê luôn. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì đây? Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh ngầu với cái gì đây? Ai trai ngầu vậy kìa, gầm cả không có tiền. Ok, tiếp theo chúng ta bây giờ đâu? Wow, mình lên con Hippopotamus các bạn, một con hà mã khổng lồ với hàm răng há rất là to luôn các bạn. Đây con Hippopotamus của mình nha, các bạn có thể thấy được cái phần da của nó khá là dày này. Đấy, con này nó chỉ có thể lặn mà nó không thể bơi được các bạn, đi bộ dưới nước ấy, nhìn vui nha. Và đây chúng ta có Hippo rồi các bạn, nhìn ngầu kìa, bây giờ hai con đánh ngầu rồi, rất là đã luôn ha. Wow, đây gì đây? Cephalosaurus khổng lồ với những cái đầu nó là một cái miếng mai rất là cứng luôn các bạn. Đây là con lồng Brachiosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Wow, chú bà chi khá là ngầu nha. Đấy, gai không này, không xịn. Wow, ở đây chúng ta có Brachiosaurus thì các bạn nhìn đã chứ kìa, đây con khủng long Brachiosaurus khá là ngầu nha. Chưa kìa. Chưa. Tiếp theo ta cái gì nào? Wow, ở đây có con Brachiosaurus màu đỏ khổng lồ luôn các bạn, cái bụng của nó có mình trồng trắng trắng này nhìn rất là hay luôn. Đây cũng là cổ giờ Brachiosaurus mình nha, nhìn khá là bắt mắt luôn đấy chứ. Wow, và chúng ta có Brachiosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa, đó đã chưa kìa. Ok, wow, tiếp theo ta có gì đây? Parasaurolophus các bạn, một chi khủng long màu gần, con này nó ăn cỏ nha các bạn, con này rất là to lớn, nó cao lên 3 mét và nặng lên đến 1 tấn luôn các bạn. Đây là loại Parasaurolophus nha các bạn. Như các bạn thấy là con khủng long nó có một màu xanh lá cây nè, chúng ta thường thấy trong những bộ phim thế giới khủng long nha các bạn. Giống như phim nào cũng có nó luôn các bạn, mà nó cũng khá là thân thiện luôn. Con này nó không có tấn công với khủng long khác, con này nó ăn cỏ thôi. Đấy, Parasaurolophus các bạn, nhìn ngầu vậy các bạn. Đó, đây là khủng long Parasaurolophus. Wow, và đây là con cuối cùng trong video hôm nay. Wow, trời. Giờ mình sẽ rửa nó nha, rửa thẳng nó luôn nào. Wow, ở đây chúng ta có một con rhino các bạn, một con T-rex xám hai sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đây là loại T-rex đang có nguy cơ tuyệt chủng rất là cao do cái nạn săn bắt này các bạn. Nên chúng ta cần phải bảo vệ nó các bạn, tại cái sừng của nó rất là quý luôn, mình không biết nó quý gì mà mình phải săn bắt nó, tội nó thực sự luôn nha. Đấy, sở hữu một cái lớp da khá là dày luôn các bạn. Đấy, đã chưa kìa, không biết con này có liên hệ với con Ankylo nha. Ok, và đây là chúng ta có đánh nhau với cả một con voi khổng lồ các bạn. Được rất là nhiều các loài khủng long và cả một con rất khổng lồ luôn, rất là kinh dị. Đấy. Ok nha, đây là video video đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này, bye bye. Hãy friend trong các bạn trở lại với channel của mình. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Wow, quá trời cái mô hình khủng long luôn nha các bạn. Một con gì đó rất là to lớn và dài cực kỳ luôn nha các bạn. Ok, con chơi gì đó, giờ mình sẽ thu thập những cái con này lại và đem đi rửa nước đây các bạn. Nãy đã chưa kìa, chúng ta có quá trời các loại mô hình khác nhau luôn. Ấy trời, wow, đã chưa? Con này rất là to nha các bạn, hầu nó bự, nó chiếm hết gần nguyên cái rổ mình luôn rồi. Ok nha, giờ hãy cùng mình đi rửa những con khủng long này coi. Đấy, wow, đã chưa kìa. Đó, và đây là con khủng long cuối cùng rồi. Ok, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đây các bạn. Wow, mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Wow, và có vẻ nó khá là sạch đấy. Ok, có vẻ là rửa nó ra rồi các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ rửa con khủng long này nha. Wow, mình bắt đầu với con màu xanh dương này nè các bạn. Wow, ở đây mình có Velociraptor với những cái vằn trên người rất là đẹp luôn các bạn. Đây là khủng long Velociraptor của mình nha. Đó, các bạn có thể thấy cái vùng răng của nó rất là bén luôn kìa các bạn. Đó, một con Velociraptor siêu ngầu luôn nha, nhìn cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có Velociraptor chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Đây khủng long Velociraptor của mình đã có màu trắng và mắt đỏ rất đẹp chưa. Ok, để một bên và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, và đây là Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng luôn các bạn. Đây là khủng long Ankylosaurus nha các bạn. Thấy không? Gai nó cực kỳ cứng luôn kìa, nó những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Đây là con Ankylosaurus của mình nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là Ankylosaurus Spiderman nha các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Oh. Wow. Theo chúng ta có con gì đâu. Wow, Stegosaurus là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Ở đây chúng ta có cả khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Các bạn có thể thấy phần gai của nó này rất là nhọn luôn nè. Con này nó có một cái màu cam đỏ đỏ nhìn rất là đẹp nha. Đây là con Stegosaurus của mình đây, nhìn rất là ngầu. Và chúng ta có Stegosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây chúng ta tiếp tục với con gì đây? Wow, và đây là con Spinosaurus với cái lưng nhìn như cánh bướm khổng lồ các bạn. Đây cũng là Spino của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa, với cái hàm răng rất là bén luôn, cực kỳ luôn. Và giờ chúng ta Spinosaurus khổng lồ nha các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Wow. Wow, và đây mình có là con Dimetrodon thời lịch sử các bạn. Đây là con khủng long Dimetrodon với các bạn, lưng như cái cánh bướm. Con này là nó chưa tiến hóa xong này các bạn, nó sống nó kỹ Greta nha. Đấy, các bạn có thấy cái lớp vảy của nó khá là dày luôn nha. Wow, và đây Spinosaurus khổng lồ các bạn, nhìn ngầu kia kìa đấy à. Wow, T-rex Tyrannosaurus à. Wow, đây chúng ta có vụ hồi chứa T-rex của các bạn. Con này nó màu lục bảo rất là đẹp đây các bạn thấy không. Wow, còn Tyrannosaurus của mình khổng lồ chưa. Wow, chúng ta có T-rex Tyrannosaurus khổng lồ đây các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Ok, và mình chờ đợi con khủng long hồi nãy giờ này còn. Wow, con này to thật sự luôn nha. Wow, con này nó to quá các bạn, phải rửa từng phần luôn đó nha, rất là to lớn luôn. Wow, ở đây mình có một con rết khổng lồ à. Wow, một con rết cực kỳ to lớn luôn các bạn thấy không. Đấy, nó bự cực kỳ luôn. Wow, nhìn rất là kinh dị nha. Và đây chúng ta Angelo đánh nhau với những con Titanoboa và cả một con rết khổng lồ luôn kìa các bạn, có thể thấy được không. Oh, nó bò này, ghê chưa, quá ghê luôn. Đấy, tìm xem chúng ta có gì đây. Giganotosaurus khổng lồ à. Wow, đây là con khủng long Giganotosaurus với những chiếc gai khá là cứng ở trên lưng đó nha các bạn. Đây là con khủng long với khả năng cắn rất là mạnh luôn, lực cắn của nó mạnh hơn cả T-rex luôn nha. Và đây là Giganotosaurus đánh nhau với cái gì đây.